hôm nay đi quay cuối tuần các bác, đi dạo dạo quay cuối tuần thì đi bằng quay bằng máy 360 nha các bác. Đó, qua đây khu Landmark này, đây là tòa nhà Landmark các bác này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong khu Vincom này nhá. Rất là tuyệt. Thì các bác có thể quay bằng trải nghiệm 360 ở video này. Thì video này có thể nó sẽ là kéo dài khoảng vài phút thôi. Thì cũng không thể nào quay hết được. Lối vào. Đây có Lamborghini này. Tuyệt vời luôn. Bentley, Lamborghini. Tòa này thì hiện tại là người ta mới khai trương khoảng 4-5 tầng thôi. Đó, cả dưới ở trên nữa 5 tầng. Ồ, đây khu của Bentley này. Các bác có thể lướt lại mà xem nhá. Để đẹp luôn các bác. Thì sắp tới thì Lego Now sẽ đăng tải rất là nhiều cái video về trải nghiệm 360 cho các bác xem. Ui, nó rộng ác liệt đấy. Cứ tưởng. Thì video này là do editor Dotcom, 360 editor Dotcom thực hiện. Và đây là của một cái dự án là do Lego Now đầu tư luôn. Thì chuyên làm video 360. Và sắp tới những cái ngôi nhà 360 thì tại Lego Now đấy thì cũng sẽ được quay như thế này. Thì các bác thông cảm nhé, vì quay bằng cái chất lượng 360 ấy, nó đến tận phân giải đến tận 5.000 lận, 5.200 lận, cho nên cái dung lượng của nó sẽ rất là khủng, rất là lớn luôn, và rất phải cần cái bộ máy tính rất là khủng mới có thể xuất ra được cái video. Cho nên là các bác đừng có chết vì sao những cái video như thế này thường nó rất là ngắn chứ không thể làm dài được, hoặc là thực hiện lời chứ không giống GoPro. Rồi, đấy, lên đây là người ta ngăn lại rồi các bạn này. Có một tầng là tầng hầm này. Đó, hai tầng hầm chứ. Hai tầng hầm và ba tầng thế này, còn lại chưa khai trương các bác nhé. Đấy, sắp tới thì trên Lego Now sẽ có trải nghiệm 360 này, 3D này, rồi thực tế ảo này. Giúp cho ngôi nhà của chúng ta sẽ rất là chân thực hơn và chúng ta có những cái cảnh quay nó đẹp hơn nữa. Đi lên là đây này là full rồi. Hay quá ha. Tuyệt vời. Đấy. Đây này mới thích này. Đấy, các bác cứ lướt lướt đi nha, phút như thế. Cái trải nghiệm như thế này sau này mới thích này. Không biết được mấy phút rồi. Khá là dài này. Wow. Ở đây nữa là ấy rồi. Tuyệt vời. Đấy. Đấy, tính tới đây là hết rồi các bác nhé. Sau này là phía bên trên là tòa nhà ở này, tòa nhà văn phòng này. Ủa, đấy là làm cái tầng này hơi gần ghê quá, ngợp quá ha. Ủa, quá đà. Đấy. Tuyệt vời thật. Bên này có cà phê gì nữa. Phúc Long rồi này. Hay quá. Đấy, tuyệt vời. Cà phê Phúc Long, ta sẽ vào đây uống một ly cà phê coi. Sáng nay nói vời mời em yêu đi uống cà phê mà bắt em yêu của tôi chạy tứ lư luôn nhỉ. Ok, cảm ơn tất cả các bác nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Lego Now. Không biết mấy phút, khá là lâu rồi đấy. Đi nhìn các bác cũng review ấy được, 360 mà, nặng lắm. Để coi được mấy phút này. 4 phút mấy rồi. Ok, cứ đi xuống đây. Hơi dài tí nhỉ. Nó thực ra GoPro thì như thế này là ngắn thôi. Nhưng mà 360 thì đúng là nó nặng cực kỳ luôn. Thì Landmark thì hiện tại là người ta xây xong rồi nha các bác. Công viên thì vào thoải mái rồi. Vào công viên thoải mái nhá. Chứ không có cấm nào đâu. Ở đây người ta ấy, gửi xe thì tốn 2.000 thôi. Gửi xe ngay ở dưới hầm công viên luôn. Đấy.
các bác vào đây thoải mái rồi. Chứ bữa nay không ngăn cấm giống như ngày xưa, mà họ nói vì ngày xưa người ta đang xây công trường nên người ta mới ngăn lại. Chứ bây giờ chúng ta được thoải mái để ấy đâu. Đấy thì tham quan như thế này mới thích các bác nhỉ. Chứ còn nếu mà tham quan bằng GoPro thì nó đã xưa lắm rồi, xưa như diểm rồi. Thì chúng tôi đang cố gắng quay rất là nhiều những cái nhà mẫu 360 như thế này, trải nghiệm 360 thực tế như thế này, có bình luận luôn. Chứ không kể kiểu như là mắt tripod nữa. Nhưng cái thằng mắt tripod thì nó khá là không được cho lắm. Nhưng mà cái thằng này nó sẽ trải nghiệm có cả bình luận của tôi luôn và chân thực luôn. Cái thằng mắt tripod thì là nó sẽ chỉ thằng mắt tripod là một cái đơn vị cung cấp cái dịch vụ 360, và chúng ta phải mua một cái máy của nó đến 40-50 triệu lận. Thì cái máy tôi đang cầm đây thì nó đến tận 20 triệu rồi, và hệ thống để mà quản lý của nó cũng đến tận một đống tiền rồi các bác ạ. Còn hệ thống mà để mà máy tính để mà render á, cho nên là mắt tripod đấy thì mình cần một cái máy khoảng tầm 60 triệu này, rồi một cái máy khủng nó khoảng tầm 40-50 triệu, là khoảng 100 triệu thì mình mới làm ra được cái đấy. Thì chúng tôi thì làm theo kiểu như thế này có thể là chân thực và ấy hơn. Bây giờ đi xuống tầng hầm đi. Các bác thông cảm video này là nó sẽ không có một cái edit nào cả nhé. Chỉ có nguyên gốc như thế này thôi. Vì nếu mà muốn edit một cái mà giống như thằng như mấy cái video 2D khác ấy, thì sẽ tốn rất là nhiều công sức nữa, cho nên chúng tôi không thể edit được. Rồi, đến đây tầng hầm là xong nhá. Chăng là 7-6 phút rồi đấy. Ôi, mấy cái bản đồ lock and lock này. Không, cái khu này diễn đợt. Ôi, đây có một sàn trực ban này. Trời ơi, chỉ xuống thì coi chứ. Ok, đây là xuống tầng cuối đấy. Tầng hầm rồi đấy. Đây có cái sàn trực ban nữa. Wow, trực ban nghệ thuật các bác ơi, 360. Tuyệt vời. Đi quay này, quay này để quay. Wow, lạnh lưỡng rồi. Tuyệt vời. Đấy, cảm ơn tất cả các bác nhé. Wow. Wow. À, tới đây hay đấy, mát rượi luôn. Rồi, cảm ơn tất cả các bác. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Lênh Ông Nào nhé.